bạn, tôi là Tạ Lý Tinh, chuyên gia về đạo kiểm thử phần mềm QA và tester. Tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm để huấn luyện và đào tạo các QA và tester cho rất nhiều các công ty phần mềm trong nước. Tại sao thì chúng ta lại đi theo ngành kiểm thử phần mềm? Rất nhiều các bạn sinh viên khi ra trường hoặc là đang trong ngồi trong nhà trường thì cũng đã thắc mắc rằng là kiểm thử phần mềm là gì. Các bạn biết rằng là gì ạ? Ngày nay thì người ta rất ưa chuộng các cái sản phẩm của Nhật Bản với những sản phẩm mà có chất lượng rất là tốt. Hầu như là chúng ta sử dụng sản phẩm này không bị lỗi bao giờ cả. Người dùng thì sẽ thấy rất là khó chịu nếu như dùng một cái sản phẩm gì đó mà bị lỗi. Với cái khoản tiền họ bỏ ra thì nó thật sự là không xứng đáng. Đấy chính là lý do mà cái việc kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng của phần mềm được đặt lên ngày càng cao trong cái ngành công nghệ phần mềm này. Kiểm thử phần mềm thì càng ngày càng gia tăng về nhân lực tester, và hiện nay thì đang chiếm khoảng 30-35% cái nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin. Vì thế nên nhu cầu để mà tuyển dụng về kiểm thử viên các QA và tester nói chung á thì càng ngày càng tăng lên. Không chỉ có hàm lượng chính viên đâu, các bạn còn có một cái lựa chọn mà cũng có một cái cơ hội việc làm cao hơn nữa, đấy là trở thành một tester chuyên nghiệp, một tester mà được săn đón ở rất nhiều các cái công ty khác nhau, đặc biệt là ở thị trường Nhật và thị trường nói tiếng Anh. Hiện nay đang là hai cái thị trường lớn nhất mà đang tuyển dụng về người và tester. Vì thế nên cái cơ hội việc làm của chúng ta là rất lớn. Vậy thì tại sao chúng ta nhất thiết phải lập trình nếu như bạn không học tốt lắm hoặc là bạn không có khả năng nghiên cứu về công nghệ? Trong cái kiểm thử phần mềm thì hoàn toàn dễ dàng có thể học được hơn. Chỉ cần một sự tỉ mỉ, cẩn thận, cho chút về sản phẩm của một con mắt quan sát tốt và một óc suy nghĩ làm thế nào để sản phẩm tốt hơn khi đưa ra cho người sử dụng, thì bạn hoàn toàn đã có thể trở thành một tester chuyên nghiệp rồi.